Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong video ngày hôm nay thì Túc tiếp tục chia sẻ mọi người chúng ta cùng nhau chơi cái trò chơi nhỏ từ dự án Hamto Comeback và cái mật mã hàng ngày để chúng ta nhận 1 triệu đồng xu Hamto Comeback từ dự án ngày 28 tháng 7 anh em nha. Được chưa? Đầu tiên thì chúng ta sẽ kích phần trò chơi nhỏ cho mình này. Trò chơi nhỏ này thì nếu mà anh em làm sai thì có cơ hội là 2 tiếng hoặc trong vòng 1 đến 2 tiếng em có thể cơ hội làm lại nha. Được chưa? Rồi, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi cái trò chơi nhỏ này, xong đó để tự mật mã hàng ngày nhé. Ok, chúng ta sẽ kích vào phần là trò chơi nhỏ cho mình này. Rồi, sau đó thì chúng ta kích vào phần chơi cho mình này. Ok, bây giờ chúng ta kéo cái này lên này. Rồi, kéo này sang này, hết cái này ra này. Được chưa? Kéo cái này lên này, hết này ra này, kéo này ra này, cái này để nguyên này, để xuống này, để cho cái này ra này. Rồi, bắt đầu thì chúng ta sẽ là kéo này ra này, hết ba cái này ra này. Được chưa? Rồi, bắt đầu là cho hai cái này lên này. Được chưa? Cho hai cái này xuống này. Rồi cái này ra này, hất ra. Ok. Vậy là phá giải thành công nhá. Ok, sau đó thì chúng ta tiếp tục là chơi cái mật mã hàng ngày này, đúng không ạ? Mật mã hàng ngày này, kích vào cho mình này, ngày 28 tháng 7 anh em nhá. 28 tháng 7 là gì? Thì mình cũng có sổ ra đây cho anh em. Mật mã ngày hôm nay là ticker nhá, để chúng ta nhận 1 triệu đồng xu Hamto Comeback nhá. Được chưa? Để gõ chữ T thì chúng ta một giữ này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ kích vào một giữ cho mình này. Chúng ta kích vào phần mật mã để nó hiện con chuột màu đỏ đây, chúng ta kích một giữ này. Rồi để mà gõ được chữ Y thì chúng ta kích vào hai chấm này, 1 này, 2 này. Ok. Để mà gõ chữ C thì 1 giữ 1 chấm, 1 giữ 1 chấm này. 1 giữ này, 1 chấm này, 1 giữ này, 1 chấm này. Ok, ra chữ C nha. Để mà gõ chữ K thì 1 giữ 1 chấm này. 1 giữ này, 1 chấm này, 1 giữ này. Ok, ra chữ K này. Để mà gõ chữ E 1 chấm này, chữ R thì 1 chấm này, chữ R này. Ok, để em gõ chữ R thì 1 chấm, 1 giữ 1 chấm này. 1 chấm này, 1 giữ này, 1 chấm này. Ok nha. Vậy chúng ta nhận là hoàn toàn miễn phí là 1 triệu cái đồng xu Hamto Comeback nha. Kích hoàn nhận giải thưởng cho mình này. Ok. Ở trên này mình gửi tới anh em từ dự án Hamto Comeback cùng nhau, chúng ta cùng nhau đi hướng dẫn cái trò chơi nhỏ này. Trò chơi nhỏ này nếu mà anh em không làm được, anh em có thể là tua chậm lại, cho cái video này phát chậm lại để anh em chú ý mình làm. Còn mật mã này khá đơn giản rồi. Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.